Đất thì trong nói ngài thái như trình tăng bốn mươi chứ đây là cáo hồi để bắt tàu chỗ thôi. Cáo hồi là quan trọng để bắt tàu chào rồi chào phuận. Cáo hồi gồ trả rồi cáo hồi bà trả rồi là quan trọng để bắt tàu chỗ thuyền để dù thép thì chúng ta cập dần nhồi một lý do để hút nhồi nữ là chỗ thiệp bồi con nhồi cô sư dân nông nữ nhưng mà con nhồi cô quốc gia sư dân nông nữ khác nhau nên khi chúng ta đi du lịch qua quốc sông ô quốc chào ngồi nên chúng ta cần thiết tu dùng ngôn ngữ tàu chuyên là tu số cấp đến cổ cấp tàu chuyên dạng là 5W1H. Ví dụ, ai, khi nào, chị, bài sao, thế nào, bài sao, ổ đạo. Nên chúng ta sử dụng 5W1H. Nên chúng ta có thể làm việc bảo hối. Ví dụ, phân tích A. Khi nào bạn đi làm việc không? Em đi xong ô đạo. Em đi về ô đạo. Em đi xong ô đạo. Em đi xuống ô tàu. Em đi về ô tàu. Em thích đi mua hàng lại. Good morning. Bài sao thế phải đi lệ thế nào? Tôi đi về ra Hà Nội thế nào? Tôi đi về cả Hà Nội thế nào? Tại sao em đi về nhà nhàn? Tại sao em đi về nhà nhàn? Tôi đã biết
khờ cao cuối để sử dụng 5W1H nên cô hôn cao hội, cô hôn cao hội là quan trọng. Tôi là cao hội nhân bị chú em có thể nói tiếng Việt không? Em có thể nấu ăn thức Hàn Quốc? Tôi đã biết cao hối để sử dụng cổ phong cao hối. Ừ. 발음이 쉽지가 않아요. 베트남은 발음이 너무 어려워. 어떻게 잘못돼 그게 다 알아듣네. 아니 근데 이게 다 알아듣는 게 가짜로 알아듣는 무슨 얘기냐면 내가 한 말이 나는 의도하게 예를 들어서 질문 이랬잖아. 얘는 뭐 문장 이렇게 인식을 하는 건데 이게 또 탁월한 AI 기능 중에 하나야. 내가 예전에 뭐 여기다가 내가 프롬프트 엔지니어링을 좀 넣어놨거든, 초급부터. 왜냐하면 이게 같이 공부하는 애들이 이걸 해보라고 해도 안 하더라고요. 힘드니까 안 하는 거지. 하는 것도 좀 어렵고. 근데 쉽다고 생각하는 건내 생각일 수 있어. 이러면은 이게 교정하고 내가 물어본 거에 대한 답변을 쓰는 거야. 그러면 내가 이상하게 말한 거 문법으로 틀리고 뭐 이렇게 시가 얘가 인식도 잘 못하고 이런 거 있잖아. 커뮤니케이션. 물어보기까지는. 그러면 얘가 이렇게 교회를 해줘. 그러면 엉뚱한 소리이긴 하지만 그래도 문법적으로는 완벽한 거야. 내가 얘를 활용할 수가 있는 거지. 그냥 얘 뜻을 내가 대충은 읽어보면 알 수는 있고, 이제 그렇다고 해서 100%는 알지 못하잖아. 얘를 살짝 번역해달라고 하는 거지. 한국어로 번역하면 이상한 말 나요. 그냥 이렇게 번역해달라고만 딱 해도 컴퓨터로 빠진 얘기가 나오는 나무꾼과 달도 나 이런 얘기 한 적이 없거든. 지가 알아서 그러니까 막그 되도 않는 그걸 해주는 거야. 근데 이제 내가 말을 잘했으면 어느 정도 잘 나오겠지. 뭐 이제 그리고 또한 가지는 포스트 마스터 클럽이라고 있거든. 근데 내가 얘를 이용해서 얘네들이 이베이루에이트를 해주는데 이것도 이거 없어도 그냥 이것만 해도 지가 알아서 이베이루에이트. 아까 한 내용에 대해서 포스트 마스터 클럽의 스타일로 너는 이렇게 얘기하는 게 좋아 이런 식으로 단어 사용은 이렇게 해 이런 식으로 포스트 마스터 그 시스템이 잘돼 있거든. 영어로 돼 있으니까 번역을 해달라고 하면 이렇게 해가지고 내가 한번더 보는 거지. 어떤 나의 미스테이크가 뭔지를 확인하는 거지. 어떤 아까 이제 말했을 때 발음상의 문제점, 그 다음에 이제 그 말할 때의
어떤 부분을 더 보강을 해야 될지 이런 거. 근데 발음은 진짜 어려워. 내가 이렇게 언어 교환할 때그 베트남 애들이 하는 얘기가 그 정도면 뭐 알아들을 만해 하는데 걔네들은 그냥 익숙하니까 그렇게 얘기할 수 있는데 궁극적으로 아무것도 모르는 사람한테 가서 내가 얘기하잖아. 알아들을 확률이 한 30%, 40% 이 정도밖에 안 돼요. 그 정도로 발음이 어려워. 한국어는 거의 이거 억양이 없잖아. 인토네이션이 없으니까, 강세가 없으니까. 우리가 걔가 말을 어눌하게 해도 대충은 좀 알아먹잖아. 그게 무슨 얘기인지. 단어만 정확하게 쓰면. 근데 우리가 단어를 쓰잖아. 하면 이렇게 막 이렇게 얘기하잖아. 막 그러면 나는 뭐 예를 들어서 어떤 다른 뜻을 썼는데 뭐그말 자체가 엉뚱한 말이 뒤에서 나오는 거예요. 그런 어떤 문제점이 있지. 네, 뭐 하나씩 봐도 진짜. 이거 잠깐만.
Nhắc đến lại hai mươi chín. Tôi đừng đang đêm bóng nhìn vào gối tất cả mốc hào sinh thời gian tan giả để kiểm soát các vấn đề quan trọng viết ngài rất quan trọng để chán sách mà ước chi tập từ chỗ các sự kiện lớn chào vui gạo chuyên tổ chức nói riêng cùng mang ý nghĩa về việc chính trị và bảo vệ các giá trị truyền thống đối với các tài sản quan trọng như sắp xếp chúng ta càng tăng sự cung sự kiện số chất trẻ hơn ngồi là một số bài hát như Morito Mojito có thể thôi ngồi nghỉ vì và thảo cân rẻ thôi mãi từ các việc trong các chúng ta thể hiện văn hóa và nghe phố chiếc nghệ thuật giữa chúng ta tìm hiểu việc về đất nước mình đôi khi vì hiểu các bảo xuyên và truyền thông khác nhau là điều cần thiết để phát triển và đoàn kết dũng gì hội kỳ nào văn mô hẳn làm tích kỳ một sang cùng ô tô hồn đi chuyên bằng các phương tiện khác khi về Hà Nội em dừng tại không chỉ không khí rất đặc biệt và tu dần em cũng biết từ cao của ở đây có rất nhiều điều thú vị để cảm thán từ âm thức đến văn hóa trong việc học tiếng Việt em đã dùng từ nhiều cách nhau để cải thiện kỹ năng và rồi em có thể tự tin chào tiếp hơn tương hỗ các nhau các món ăn Hàn Quốc để thêm sự là hàng dân trong cuộc sống hàng ngày. Tan giả theo phong cách Toastmaster, nên mà giao sự đưa ra bài viết của cô giáo sư Phục Lý thì tôi tóm tắt các sự kiện càng đầy đến các tăng văn hóa các ngôn ngữ và các sự ngầm ca nhận cảm xúc ngay chụp nổi đốc dễ dàng cho dô 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 vài năm vài nội dung giữ sau văn hóa việc nét truyền các báo truyền chẳng dạng như chào của bồi càng lịch sử và các giá trị truyền thống là lan tỏa sự phong phú văn hóa trong nội độc cam tài thậm sự và cô cải những sao sắc phong giao an cả nhân bài viết của sư dụng ghép của những cao xuyên và suy nghĩ cá nhân tạo nên sự ấm áp và tràn thức ví dụ như việc học nào mong ăn Hàn Quốc làm cho người tôi có thể kết nối với người về ôm mất tục cảm xúc dùng văn tích quốc bài về điều trị dùng văn tích lệ đặc biệt ở văn nói về lối của việc học ngôn ngữ và cảm cả văn hóa ở trong văn này tạo động lực cho mỗi độc tiếp thức hành trình phát triển cá nhân và văn hóa tiềm can cải thiện như thể hóa mục tiêu bài viết du học rằng những mục tiêu có thể cụ thể hơn như làm cho du đề chính của bài viết ví dụ là về phát triển văn hóa, phát triển văn tần hay các hai bài phát triển văn tần hay các hai văn tần phát triển văn tần 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 văn tần hay các hai bài sẽ không từ tốt hơn
chuyên kiếp nữ mà còn một số phần chuyên kiếp giữa các chủ đề chẳng hạn như chuyện từ câu chuyện chào từ sông các vấn đề hiện tại như quản lý tài nguyên có thể được làm chủ chứ không làm chủ một số tư vấn một số công tư phụ nữ cả hội có thể được giải thích được không để làm chủ nhẹ cụ thể trong những phần đề xuất cụ thể hóa chủ đề chính ổ văn rồi chữ bản gốc nhất định ngày 29 rồi luôn càng đêm bốn nhịn rồi vui sức tại là mức cao trong một thời gian đang đại để kiểm soát các vấn đề quan trọng để xuất xuất ngày 29 ngày tăng lên bốn nhịn đặt mức cao nhất đang đại và trước kiểm soát tốt hơn các vấn đề luôn đang về luôn trên cao xuyên tiếp tế liên kết các chủ đề sau khi tao luôn về ý nghĩa của các câu chuyện văn hóa có thể thêm cầu những câu chuyện truyền thông này văn ăn các chất chỉ của chúng ta dùng việc của bảo vệ tài nguyên chúng xã hội hiện đại cũng là một giải trí quan trọng để thức bản một số nghĩ sâu sắc. Thay vì kết thúc ở một lưu ý thức về ngôn ngữ và nào ăn, có thể thêm một câu kết tôn phòng chữ chữ quá trình học văn hóa và ngôn ngữ không chỉ làm phong phú cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà cũng là một trải nghiệm vui vẻ kết nối mọi người lại vui nhau kết luận. Đây là một bài viết hấp dẫn với sự kết hợp của trải nghiệm và nhận và tay những văn hóa vội môi về dự trình nhỏ về truyền thích chứ để là giá làm dò một chữ bài viết sẽ trở nên thăng ý nghĩa hơn. Đây là một thắc thân viết vội kết hợp hai hòa chữ văn hóa phát triển cá nhân và lôi quen thực hiện nhất trí sống